Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản bị thiệt hại sau bão lũ. Bão số 3 đã gây ra thiệt hại hết sức nặng nề cả về người, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Sau bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành địa phương chủ động chỉ đạo, tổ chức lực lượng xuống cơ sở để hướng dẫn phục hồi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc khôi phục sản xuất nông nghiệp, nhất là lâm nghiệp, thủy sản còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh phục hồi sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống cho nhân dân, các bộ ngành địa phương có những giải pháp hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản bị thiệt hại, cần góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm 2024 và cả năm 2025. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng, chủ yếu là cá tra, lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ đứng sau Nga với trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ. Cá tra có giá hợp lý, giàu dinh dưỡng, có sự tương đồng về khẩu vị và thuận lợi vận tải giữa hai quốc gia là những lợi thế vượt trội để cá tra Việt trở thành một trong những sản phẩm cá thịt trắng được ưa thích tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý, cá Minh Thái Alaska đông lạnh là sản phẩm ghi nhận giá trị nhập khẩu cá thịt trắng cao nhất của Trung Quốc. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam nên nghiên cứu đa dạng các sản phẩm cá tra xuất khẩu sang thị trường này, bên cạnh sản phẩm chủ lực là phi lê đông lạnh. Xu hướng du lịch mùa thu đông của khách Việt năm nay có phần thay đổi với tỷ lệ lấp đầy cao các tuyến xuất ngoại ngắm lá vàng, lá đỏ, cây ngân hạnh có giá từ 10 đến 29 triệu đồng. Với các tour trong nước, hành trình về Đông và Tây Bắc để ngắm mùa lúa chín, hoa tam giác mạch bán chậm hơn do du khách vẫn còn e ngại sạt lở và ảnh hưởng của bão lũ thời gian trước. Các doanh nghiệp du lịch đã sớm giới thiệu chùm tour mùa thu và mùa đông với nhiều ưu đãi hấp dẫn, không chỉ giới hạn các nước Đông Bắc Á, các điểm đến như là châu Âu, châu Úc và Mỹ, châu Phi cũng đã được đánh giá cao về vẻ đẹp mùa thu, đặc biệt giá tour cao hơn và phù hợp với nhóm khách trung niên có thời gian nhàn rỗi. Khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy là khách hàng mua tour mùa thu chủ yếu thuộc nhóm tuổi từ 45 đến 60, chiếm hơn 30% tổng lượng khách. Điều này phản ánh xu hướng du lịch mùa thu ngày càng phổ biến trong nhóm du khách trưởng thành, những người tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu sắc và cảnh quan tuyệt đẹp của mùa thu trên khắp thế giới. Thưa quý vị, khảo sát các shop hoa tươi cho thấy khá đông khách tìm đến mua hoa nhân dịp mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Theo đó thì giá cũng được đẩy lên khá là cao, nhất là đối với hoa hồng. Giá hoa hồng tươi khá đa dạng về mức giá, từ 200.000 đến 450.000 đồng một bó 50 bông, tùy chất lượng hàng nóng là hoa hồng tươi nhập về trong ngày hay là hàng nguội là nhập về nhiều ngày, kể cả hoa hồng trữ lạnh. Với mức giá trên tăng gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường, kinh doanh hoa hồng vào ngày 20 tháng 10 có rủi ro rất cao, nếu nguồn cung nhiều sẽ kéo giá giảm xuống đáng kể. Thưa quý vị, tạo vỏ bọc có các mối quan hệ thân thiết trong và ngoài nước, Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1990, trú tại tổ 12 khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 40 tỷ đồng thông qua việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài để lao động. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đối tượng đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, Nguyễn Thị Hồng có hành vi hứa hẹn đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Nguyễn Thị Hồng đã không làm gì liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân, mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động, song Nguyễn Thị Hồng vẫn đưa ra thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 7 người khác nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Ngân, sinh năm 1986, trú tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác định, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, Trịnh Thị Ngân đã chuyển cho một phụ nữ vay 70 khoản, với tổng số tiền hơn 1,63 tỷ đồng, thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày, mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61% một năm và cao nhất là 730% một năm. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định. Vào sáng ngày 18 tháng 10, tại nhà ga hành khách quốc tế T2 sân bay quốc tế Nội Bài, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay từ Hồng Kông Trung Quốc đến Nội Bài, lực lượng chức năng đã phát hiện một hành khách người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn, giấu kim loại trong người. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện người này cất giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng. Người này khai nhận được thuê vận chuyển vàng từ Hồng Kông sang Việt Nam. Nếu nhập cảnh ra ngoài sân bay Nội Bài, sẽ có người đón và lấy số vàng trên với công vận chuyển là 100 đô la Mỹ Hồng Kông một miếng vàng. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hà Nội để điều tra xử lý theo quy định. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Giang cho biết, sau gần 4 tháng xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 24 xã thuộc 6 huyện thành phố Hà Giang, đến nay thì ổ dịch đã được khống chế. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có 21 trên 24 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. 3 xã còn lại đã qua 17 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh. Chi cục Thú y tỉnh Hà Giang đang bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn, phòng ngừa và không để dịch bùng phát trở lại. Ngoài ra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ, bán chạy lợn mắc bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động mua vaccine tiêm phòng dịch bệnh, chủ động khai báo và tiêu hủy đàn lợn bị bệnh, tuyệt đối không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra môi trường. Thưa quý vị, giá đỗ là loại thực phẩm không chỉ bổ dưỡng mà còn thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên thì để tăng năng suất và kích thích người mua thì nhiều nhà sản xuất đã sử dụng hóa chất độc hại từ khâu đầu cho đến khâu cuối trong quá trình sản xuất giá đỗ. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề này. Hàng ngày, tại các chợ đều bày bán giá đỗ, khó để nhận biết giá đỗ nào sạch an toàn, giá đỗ nào đã sử dụng hóa chất độc hại. Họ cũng nhầm chứ, họ cũng nhầm nhiều đứa nó tới nó chỉ là mua cho nó không có phân biệt được giá. Nó cũng nói nó kia thì con có hồi con mua trúng vì nó bị nhầm cô. Thì kia thì ví dụ như bình thường mà mình đứng dài là mình biểu bán giá là người ta bán là bỏ bô mình đi là mình không có biết nhưng mà mình về là mình đổ ra là mình mới biết cái giá đó. Nó rất là nguy hiểm, người ta không có lòng cót, người ta chỉ dùng quá chắc nó lên chứ không có lòng cót. Để những cọng giá đỗ không mọc rễ, mập mạp, trắng đẹp bắt mắt, người làm giá đỗ không ngần ngại sử dụng hóa chất. Bản thân người sản xuất cũng không cần biết hóa chất đó có hại với sức khỏe người tiêu dùng. Tháng 3 năm 2024, Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi, chủ cơ sở làm giá đỗ trên đường Quang Trung và Đào Văn Lập, chủ cơ sở trên đường Đặng Thùy Trâm, đều trú tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang và xử lý phạt mỗi cơ sở 40 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động vì sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất giá đỗ. Tuy nhiên, sau vài tháng, hai cơ sở trên vẫn tiếp tục sản xuất giá đỗ, sử dụng hóa chất bán ra thị trường. Vì lợi nhuận, một số cá nhân đã sử dụng chất cấm trong trồng trọt để mà sản xuất
các loại thực phẩm, nhất là các loại giá đỗ. Giá tăng trưởng nhanh và vượt nhanh hơn so với thời gian quy định. Và khi người sử dụng mà sử dụng giá đỗ mà có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trong trồng trọt này thì sẽ gây đến tình trạng những nguy hiểm, đó là tạo nên cái nguy cơ đột biến, chẳng hạn như là về sức khỏe, như về tim mạch, về đường tiêu hóa, rất là nguy hiểm. Công an thành phố Quảng Ngãi đã khởi tố xử lý nghiêm hai chủ cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất nguy hiểm, đồng thời đề nghị các ban ngành, cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra các hoạt động sản xuất an toàn thực phẩm khác để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Tiếp theo là những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Hoàng Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Sở Văn hóa và Thể thao vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các lãnh đạo đảng, nhà nước và chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Theo đó, đa số người dân tại thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân, quận 8, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi khi được lấy ý kiến đều đồng thuận phương án đổi tên, đạt tỷ lệ từ 84 đến 100%. Cụ thể, quốc lộ 1 có 3 đoạn được đề xuất đổi tên, trong đó đặt tên Đỗ 10 cho đoạn 1 từ nút giao Thủ Đức đến nút giao An Sương đi qua thành phố Thủ Đức, quận 12, dài 21 km, đặt tên Lê Đức Anh cho đoạn 2 từ nút giao An Sương đến vòng xoay An Lạc đi qua quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, dài 14,2 km. Và đặt tên Lê Khả Phiêu cho đoạn 3 từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An qua quận Bình Tân, huyện Bình Chánh dài 9,4 km. Với quốc lộ 1K, dự kiến đặt tên Hoàng Cầm cho đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương thuộc thành phố Thủ Đức chiều dài 1,8 km. Tuyến quốc lộ 22 đặt tên Lê Quang Đạo cho đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ đi qua huyện Hóc Môn, quận 12 dài 10 km. Và đặt tên Phan Văn Khải cho đoạn 2 từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh thuộc huyện Củ Chi dài 20 km. Quốc lộ 50 dự kiến đặt tên Văn Tiến Dũng cho đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An đi qua quận 8, huyện Bình Chánh, chiều dài gần 11 km. Theo Sở Văn hóa và Thể thao, việc đặt tên cho lãnh đạo đảng, nhà nước và chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường rất có ý nghĩa nhằm chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Công trình tháp biểu tượng cánh hoa dầu được xây dựng tại khu phố đi bộ Bạch Đằng ven sông Sài Gòn thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng kinh phí cho công trình này khoảng 10 tỷ đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công dự án công trình tháp biểu tượng cánh hoa dầu trên phố đi bộ Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã lắp đặt xong hạng mục. Theo thiết kế tổng thể, công trình biểu tượng cánh hoa dầu với phần trái dầu là chân đế được kết nối với phần thân tháp. Phần trên cùng đồng hồ được thiết kế mô phỏng giống tháp chợ Thủ Dầu Một với 4 hướng mặt đồng hồ để theo dõi giờ. Phía bên trên có lắp cột cờ, tổng chiều cao từ chân tháp đến cột cờ là 24 m. Đây là dự án do Ban Quản lý Dự án Thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư, có tổng giá trị đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ chính thức khánh thành vào dịp chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Vị trí xây dựng công trình tháp cánh hoa dầu ở khu vực phố đi bộ Bạch Đằng, nơi có hàng ngàn người tập trung vui chơi mỗi đêm. Công trình hứa hẹn là điểm tham quan check-in thú vị cho người dân, du khách khi đến thành phố Thủ Dầu Một. Sở Giao thông Vận tải vừa đề nghị các đơn vị tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu chợ, nhất là các chợ đầu mối. Sở Giao thông Vận tải giao thanh tra sở chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thành phố và Ủy ban Nhân dân các địa phương, các bên cùng tập trung xử lý tình trạng vận chuyển hàng hóa, kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông quanh khu vực nói trên. Bên cạnh đó, sở cũng đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thành phố, thanh tra sở thường xuyên báo cáo tình trạng trật tự lòng lề đường tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối trên địa bàn quản lý cho Ủy ban Nhân dân các địa phương, Ban An toàn Giao thông thành phố và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ gói vay ưu đãi quy mô đến 2.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm tới 1% để khách hàng tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cho biết sẽ giảm lãi suất cho vay đến 1% một năm so với hiện hành cho các khoản vay khách hàng cá nhân với đa dạng các mục đích cho vay
như xây dựng sửa chữa nhà cửa, trang bị nội thất, sửa chữa cơ sở sản xuất kinh doanh, vay vốn lưu động, sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng phục vụ cuộc sống. Trước tình hình thiệt hại nặng nề của bão Yagi và tình trạng ngập lụt diện rộng, lũ quét gây thiệt hại lớn cho người dân doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh Đông và Tây Bắc Bộ, MB cũng khẩn trương thành lập các đoàn công tác đi thực địa, thăm hỏi động viên các khách hàng, dự kiến dư nợ bị ảnh hưởng, khả năng trả nợ, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các khách hàng một số khu vực thiệt hại lớn bởi bão lũ vùng Đông và Tây Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội, Điện Biên, nhằm hỗ trợ khách hàng sửa chữa nhà cửa, khôi phục, ổn định hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, MB còn triển khai gói vay ưu đãi đặc biệt lên đến 2.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm tới 1% một năm cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, nhằm tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận nguồn vốn tốt, tái thiết lại cuộc sống sau bão lũ với nhiều mục đích như sửa chữa lại nhà cửa, mua sắm trang thiết bị nội thất, sửa chữa cơ sở kinh doanh và cấp thêm vốn ổn định sản xuất, vay tiêu dùng để ổn định cuộc sống. Đồng thời ngân hàng cũng hỗ trợ đa dạng hình thức cấp tín dụng như khoản vay, thấu chi, bảo lãnh, thẻ tín dụng, giúp người dân linh hoạt sử dụng vốn theo yêu cầu. Bên cạnh đó, phía MB cũng cho biết không chi giảm về ưu đãi lãi suất mà tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ về ân hạn gốc lãi cho các khoản vay. Đồng thời công ty bảo hiểm của MB cũng đang khẩn trương tiến hành các thủ tục hỗ trợ đền bù đối với khách hàng đảm bảo kịp thời. Chương trình ưu đãi lãi vay lần này thể hiện sự đồng hành kịp thời của ngân hàng với các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua MB trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, 500 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Cũng trong khuôn khổ chiến dịch MB góp một ngày công, công đoàn cơ sở MB đã phát động và kêu gọi tất cả cán bộ nhân viên toàn ngân hàng tiếp tục tham gia gây quỹ của nền tảng thiện nguyện thiệnnguyện.app với mong muốn được góp sức và đồng hành cùng đồng bào. Với số tiền ủng hộ trên, các ngân hàng nói riêng, toàn ngành ngân hàng nói chung mong muốn chung tay cùng đảng, nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, khẳng định vai trò là một ngành luôn đi đầu trong công tác xã hội từ thiện. Trong thời gian tới, đơn vị triển khai nhiều hoạt động nội bộ, chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ, thể hiện cam kết trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn cùng nhau vượt qua khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trước những mất mát, thiệt hại tổn thất vô cùng lớn lao về người và tài sản với bà con nhân dân các tỉnh thành miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, cơn bão Yagi. Và đến thời điểm hiện tại, những hệ lụy do bão để lại vẫn chưa thể hết nguôi ngoài. Tuy nhiên, trong sự mất mát ấy, niềm hy vọng vẫn được thắp sáng nhờ tinh thần đoàn kết của dân tộc, truyền thống lá lành đùm lá rách được khơi dậy cùng với cả nước, hàng triệu các cán bộ chiến sĩ, nhân dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị của các tỉnh, thành phố phía Nam đã cùng chung tay góp sức thành những hành động quyết liệt, thiết thực, quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa để hỗ trợ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống. Phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Mặc dù đã được dự báo từ sớm từ xa và huy động tất cả mọi lực lượng phương tiện để ứng phó với bão số 3 và hoàn lưu sau bão, tuy nhiên, trước sự tàn phá của cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam. Cơn bão đã làm nhiều người bị thiệt mạng và mất tích, 1.976 người bị thương. Nhiều công trình hạ tầng công cộng, dịch vụ hạ tầng điện nước, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện bị hư hại, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trong bức thư thăm hỏi đồng bào chiến sĩ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: "Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng điều kiện, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người tài sản do thiên tai gây ra." Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phong trào ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 diễn ra trên khắp cả nước. Không chỉ các cơ quan chức năng mà tinh thần ấy lan tỏa đến người dân doanh nghiệp, thậm chí là các em nhỏ cũng chung tay chia sẻ với người dân vùng bão. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi cơn bão đi qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã ủng hộ 120 tỷ đồng để chia sẻ với những khó khăn mất mát của đồng bào vùng lũ phía Bắc. Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức tiếp tục chia sẻ. Thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, với sự định hướng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã hỗ trợ kịp thời cho 10 tỉnh thành, nhất là chuyển đến cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành
nguồn lực về mặt kinh phí để hỗ trợ, nhất là cho lực lượng đang thực thi nhiệm vụ để giúp dân. Sau đó mới là các phương tiện để hỗ trợ nhân dân và các điều kiện để giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Và với cái việc xác lập công việc cụ thể từng giai đoạn cần phải trợ giúp thì cái việc chia sẻ chúng ta nó sẽ có hiệu quả và ý nghĩa sâu sắc hơn. Thì như vậy thì từ cái kết quả đạt được thì sự đóng góp nó mới được gia tăng thêm nhiều giá trị, và sự đóng góp đó người dân thấy rằng là niềm tin mình gửi gắm là đúng, là trúng, và mặt trận là nơi mà chính thức được giao nhiệm vụ điều phối cho hoạt động hỗ trợ cho phòng tránh thiên tai và hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi lễ phát động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào ngày 10 tháng 9, đã có 91 đơn vị doanh nghiệp cá nhân đăng ký trao bằng ủng hộ với tổng số tiền 58 tỷ 235 triệu đồng, trong đó ủng hộ hàng hóa trị giá 6 tỷ 290 triệu đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân ái, nghĩa đồng bào và cũng với sự sẻ chia một miếng gì đó và một gói khi no của đồng bào cả nước, thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan quận ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc các đoàn thể quận cũng như 14 phường của quận 5 cũng mong muốn gửi một chút tấm lòng để chia sẻ những khó khăn mà nhân dân các tỉnh phía Bắc đang phải chịu bởi thiên tai bão lũ gây ra trong đợt bão số 3 cũng như là cái trận lụt hiện nay mà người dân đang phải gánh chịu. Khi mình biết rằng đây là cái trận bão mà gọi là to nhất trong vòng mấy chục năm qua, mình cảm thấy rất là sốc. Có những tỉnh còn chưa bao giờ trải qua những cái sạt lở nguy hiểm như vậy, và cái điều mà mình cảm thấy đau lòng nhất là khi mà mình nhìn thấy những trẻ em còn rất là nhỏ nhưng mà phải chịu được những cái ảnh hưởng rất là nặng nề từ bão lũ, từ sạt lở mà ập đến vô cùng bất ngờ như vậy. Đó là một cái điều mà Tiên cảm thấy rất là đau lòng, và Tiên cũng mong là qua đây có thể gửi đến một lời kêu gọi đến tất cả, chúng ta hãy cùng đồng lòng hướng về miền Bắc. Đáp lại lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục tấn hàng đã được chuyển đến, rồi nhanh chóng lên đường để kịp đến với người dân vùng bão lũ. Tất cả chỉ với một mong muốn, chuyến hàng này là tấm lòng của người dân miền Nam sẽ chia những khó khăn mất mát của người dân vùng lũ. Chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn để đến thăm hỏi, động viên, trao tặng những nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân vùng lũ. Chúng tôi sẽ tổ chức những đội hình thanh niên tình nguyện để phát huy chuyên môn, kiến thức của các bạn để tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Đó là các đội hình của các y bác sĩ trẻ, các đội hình của các bạn sinh viên của ngành sức khỏe để tham gia khám sức khỏe, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho thanh thiếu niên, người dân cũng như là thiếu nhi ở các vùng gặp nạn. Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, hội nhóm bằng tất cả tấm lòng của mình đã thực hiện những hoạt động thiện nguyện thiết thực hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Đó chính là sức mạnh đoàn kết, là tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất. Tinh thần này như một thứ tài sản vô giá mà không phải quốc gia, dân tộc nào cũng có được. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.